Chào ngày mới trên quê hương yêu dấu ngàn đời, bát ngát ruộng đồng biển xanh đầy tôm cá, quan châu linh kiệt ngàn năm còn đó, mặt trời chiếu sáng nông thôn đổi mới, kinh tế vươn mình kết nối muôn phương. Chào Tráng Sĩ quê hương lên hai vai, núi Thần Vũ hiên ngang dáng oai hùng. Chào Mộ Xa rừng thông reo vui hát, biên cửa hiền bao la lộng gió. Chào Phù Diên tình thương mến thương, chào thị xã tương lai Diễn Châu anh hùng. Diễn Châu ơi trong tim mãi tự hào, mảnh đất tình người qua bao kiến trung, ngọt ngào lời ru yêu thương của mẹ, trẻ thơ vui mừng cắp sách tới trường. Ta xây tương lai xanh bước muôn phương, Diễn Châu quê mình từng ngày đổi mới, đẹp tựa bài ca như những mùa hoa. Diễn Châu xin chào vang mãi bản hùng ca. Chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân về tham dự hội đại hè xã Tân Thành năm 2024. Lời đầu tiên, thay mặt cho đội thanh niên tiền phong Hồ Chí Minh làng Yên Lương, xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân xã nhà lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc cho hội đại hè xã Tân Thành năm 2024 thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể quý vị, mùa thu năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác Hồ kính yêu đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Ngày ấy đi vào lịch sử để Việt Nam vững hằng với thời gian, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, hô kèn xuất trận vang khúc hát Thiên Quân Ca tha thiết trầm hùng. Huyền thoại Việt Nam, huyền thoại của thế kỷ, cũng chính là thực tài, là hiện thân của chân lý, không có gì vui hơn độc lập, tự do. Trải qua những giai đoạn lịch sử khác nhau, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, được sự dẫn dắt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đội thanh niên tiền phong Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh và từng bước trưởng thành. Đang tiến về phía lễ đài là đội thanh niên tiền phong Hồ Chí Minh làng Yên Lương với phần biểu diễn nghi thức đội chào mừng 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đội thanh niên tiền phong Hồ Chí Minh làng Yên Lương ra quân với 290 đội viên, được điều hành bởi chi đội trưởng Hồ Thị Yên Nhi. Đây là chi đội có lực lượng tham gia đông đảo nhất hội trại hè xã Yên Thành năm nay. Trong nhiều năm qua, chi đội luôn là đơn vị vững mạnh trong phong trào đoàn đội của xã nhà. Có được thành quả đó là sự cố gắng của từng đội viên, bên cạnh sự điều dắt của đoàn thanh niên, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy xóm, ban công tác mặt trận xóm cùng sự đồng viên ủng hộ của bà con nhân dân. Đặc biệt trong năm học vừa qua, chi đội có rất nhiều đội viên đạt thành tích cao trong học tập cũng như trong phong trào khác của đoàn đội. Để phát huy truyền thống đó, chi đội luôn cố gắng phấn đấu để ngày càng vững mạnh hơn. Xóm 1 làng Yên Lương nằm ở phía bắc xã Diễn Thành với 320 hộ dân và hơn 1.600 nhân khẩu. Phát triển kinh tế đa ngành nghề, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của xã nhà. Thế hệ trẻ làng Yên Lương luôn phát huy tinh thần hiếu học, đoàn kết, gắn bó, quyết tâm xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Tham gia lễ hội
tuyệt vời hôm nay là những gương mặt xuất sắc và tiêu biểu đang phấn khởi, tự hào và là người hạnh phúc. Trước cờ Tổ quốc, cờ đội và chân chung Bác Hồ kính yêu, các em nguyện phấn đấu không ngừng để xây dựng nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Những ý nguyện của Bác Hồ kính yêu xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước. Tự hào và vinh dự được tham gia hội thi nghi thức lần này, các bạn đội viên trong chi đội đã và đang cố gắng thật nhiều để gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc. Xin đồng nhiệt, xin được đồng nhiệt chào mừng các em đội quân yên tiền phong Hồ Chí Minh làng Yên Lương. Đội quân yên tiền phong Hồ Chí Minh làng Yên Lương một lần nữa xin được gửi tới. Xin được gửi lời chào nồng nhiệt nhất tới các vị lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân sân nhà. Chúc toàn thể quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc hội trại hè xã Tiên Thành năm 2024 thành công tốt đẹp. Thank you.
vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, thiếu niên. Đội nghi thức làng Yên Lương đang di chuyển đội hình để xếp biểu tượng chào mừng Quốc Khánh. Đang di chuyển biểu tượng số 7 và số 9. Khối nghi thức đang xếp chữ Q và chữ K, tượng trưng cho 79 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Biểu tượng chữ M và chữ N. Khối nghi thức đang xếp biểu tượng số 2 và số 9, tượng trưng cho Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 mỗi năm. Nhiệt chào mừng các em đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh làng Yên Lương. Mùa năm.
phong Hồ Chí Minh làng Yên Lương đang di chuyển đội hình vòng tròn để thực hiện phần thi múa của mình. Phần thi múa với chủ đề âm vang tuổi trẻ, chương trình sử dụng các ca khúc Đội ta lớn lên cùng đất nước và bay cao, tiếng hát ước mơ. Đây cũng chính là tình cảm mà các em đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh làng Yên Lương gửi tới các đồng chí lãnh đạo và toàn thể bà con nhân dân xã nhà nhân kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thank you.
Đối với một quốc gia dân tộc nhưng đủ để hàng triệu trái tim Việt Nam cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết, ngọn lửa của lòng yêu nước và khát khao tuổi trẻ.
trẻ, xin gửi tới quý ban giám khảo, quý đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân lời kính chúc sức khỏe và thân ái. Chúc các bạn đội viên chị đội 1, liên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh xã Diễn Thành có một năm học mới đầy vui tươi, hứng khởi, gặt hái được nhiều thành công. Chúc hội trại hè 2024 xã Diễn Thành thành công rực rỡ.